bám sát chỉ thị 05 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 của Ban Bí thư. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống cho người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua nhiều chương trình như Xuân yêu thương, hỗ trợ nhà đại đoàn kết, phương tiện sinh kế hay trao học bổng cho học sinh nghèo, phiên chợ không đồng đã được mặt trận các cấp và hội đoàn thể tổ chức, tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, thu hút các tầng lớp nhân dân cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tốt đẹp của dân tộc. Chúng ta xác định rằng các việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận và thì đó là cái câu chuyện là không của riêng ai, và tôi mong muốn là những cái hình thức giúp đỡ nó thiết thực hơn và nó đi sâu vào những cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Với sự nỗ lực, quyết tâm của mặt trận các cấp, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nửa nhiệm kỳ qua, Quỹ vì người nghèo toàn thành phố vận động được hơn 91 tỷ đồng. Từ đó đã triển khai hỗ trợ các đối tượng với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng để hỗ trợ quà Tết, xây dựng và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ học bổng. Đối với mặt trận thì ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã phát động vận động Quỹ vì người nghèo. Đến nay toàn phường đã vận động được 480 triệu. Trên chỉ tiêu quận giao là 320 triệu. Từ cái nguồn kinh phí đó thì ban vận động Quỹ vì người nghèo chúng tôi cũng cùng với ban giảm nghèo của phường đấu thoại rà soát những cái đối tượng cần hỗ trợ giúp đỡ. Giai đoạn 2022-2025, Đà Nẵng phấn đấu giảm hộ nghèo còn sức lao động chuẩn thành phố hàng năm từ 1 đến 1,5%. Phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của thành phố, công tác giảm nghèo luôn cần có sự đồng hành của cả cộng đồng xã hội để nguồn quỹ vì người nghèo ngày càng vững mạnh, qua đó kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn.